Còn về cây lâu năm, theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi, đến nay Đồng Nai có 140 vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu đi các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu, Australia, New Zealand. Riêng thị trường Trung Quốc có vùng trồng với tổng diện tích hơn 25.000 hecta các loại cây ăn trái như xoài, sầu riêng, chuối, chôm chôm, thanh long, mít. Đáng chú ý, Đồng Nai đang đứng đầu về diện tích cũng như chất lượng với hai loại trái cây có tiềm năng xuất khẩu lớn là sầu riêng và chuối. Trong đó, với diện tích hơn 13.000 hecta, tổng sản lượng chuối Đồng Nai cung cấp ra thị trường khoảng 450.000 tấn trên một năm. Trong đó, xuất khẩu chiếm từ 80 đến 85%. Đồng Nai đang đứng đầu cả nước về diện tích trồng chuối, chiếm tỷ lệ 8,5% diện tích toàn quốc và 71% vùng Đông Nam Bộ. Còn về sầu riêng, toàn tỉnh hiện có trên 11.000 hecta, đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ và đứng thứ tư cả nước về diện tích cây trồng này.